kiểu dáng của con này với con này đối lập hoàn toàn luôn. Con này thì nó có đuôi gió nè, nó nhọn, nó thon, còn con này nó hơi bầu bĩnh chút xíu. Con này bạn nào mà đi xe cổ điển á, mấy chiếc Triumph nữa thì cũng rất là phù hợp nha. Bạn nghe mình đóng không? Đóng cái là kêu một cái cạch nè, đó, nó rất là chắc chắn luôn. Mọi người nhìn cái form nón nè. Cái này hai cái hốc gió phía trước, còn này hai hốc gió phía sau. Chào mọi người trở lại Happy Channel. Hôm nay mình sẽ đem lại một số màu nón của nón KT TT Cọt đang được rất là nhiều bạn quan tâm. Thì cái nón này nón một kính, mình giới thiệu trong những cái video trước đó rồi. Nón này hiện tại như trên tay mình đang cầm là màu đen bóng nè, cái màu rất là cơ bản. Mẫu này thương hiệu KT là thương hiệu của Malaysia, nhà máy của nó đặt ở Indo nha các bạn. Và hàng này nhập linh kiện và lắp ráp tại Việt Nam. Mình nói rõ ràng chuyện đó, thương hiệu là của Malai nha. Mũ này là chỉ có một kính thôi, và cái kính của nó rất kính gió chút xíu, mình sẽ test cho các bạn coi ha. Nón này thì màu trơn, ví dụ như màu đen nhám, đen bóng và màu trắng như thế này giá là 2.600.000. Còn những cái màu tem, ví dụ màu tem Leopard Band nè, màu này hoặc là màu tem, nói chung cái nào mà 2-3 màu trở lên á thì nó sẽ là 2.800.000. Mũ này mua tại Happy sẽ được bảo hành 2 năm nhé các bạn. Cái khóa là khóa Dirin nha. Những cái màu mà gọi là làm nên cái sức hút của cái nón này, ví dụ như cái màu này nè. Màu này là cái màu xanh Leopard và thêm cái cờ Tây Ban Nha. Màu này mình thấy nó đẹp hơn cái bản Leopard cũ nha. Tại vì cái đường này nè, nó tạo điểm nhấn rất là hay cho cái nón này. Nhiều bạn thì thích cái màu cũ, nhưng mà cá nhân của mình nha, thì mình thích cái màu này. Còn cái màu trắng á, thì nó rất là cơ bản. Cái màu trắng này gắn xà cừ nha các bạn. Đó, màu trắng xà cừ giống như thế này nè. Là nó có những hạt ca mai, ánh kim tuyến ở đây nè. Nhìn không? Rất là hay ha. Còn màu này màu đen bóng trơn. Màu đen bóng trơn thì bên mình đang nghiên cứu lên một số bộ tem. Ví dụ như bạn thích cái nón này, bạn đi xe Winner, xe Tria, GSX hay là cái tem Exeter hay là R15 á, mua nón này bên mình sẽ có những cái bộ tem lên cho các bạn đi giống như màu nón và màu xe luôn nha. Rồi, còn bên đây là cái màu Esparago nè. Cái màu này là màu giống như ngựa vằn nè, nhìn nó rất là khác biệt với những cái nón khác ha. Đó, nào này màu đen trắng nhám nha, cái màu này hơi bẩn chút xíu. Bạn nào xài này thì kỹ tính chút xíu nha. Còn bên đây là cái tem này là tem Electro. Tem Electro này á, phiên bản phối là cái màu đen, xám, đỏ. Màu nhám nha, rõ ràng màu nhám nha các bạn. Mình thì nói rõ cho các bạn biết là cái màu bóng nó sẽ bền mà không màu nhám. Còn cá nhân các bạn lựa chọn màu nào thì đó là lựa chọn của các bạn thôi ha. Ngoài ra còn một số màu, ví dụ ở dưới đây nè, nhiều quá mình để không lên hết được ha. Cái màu này là cái màu bắt đối xứng, một bên á là màu đỏ, một bên là màu xanh, cũng là phối trên cái nền trắng luôn nha. Mũ này á thì mình nói nó có hai khuôn nữa các bạn. Khuôn nhỏ thì nó sẽ M, còn khuôn lớn là L và XL. Và nón này là cái form Asian fit, có nghĩa là nó sẽ fit với vòng đầu người Việt Nam, người châu Á, không bị cấn đau đầu khi đội nha. Nhất là bạn coi video của mình á, mình hay nói là mình có hai cạnh đầu hai bên á, đội thì dễ bị cấn, nhưng mà mình đội mũ này size M chắc nó cũng không bị cấn luôn. Đó, cái mũ này vẫn là 2.800.000 nha, chỉ có màu đen bóng, đen nhám với trắng thôi, nó mới là 2.600.000. Còn tem này nữa nè, tem này là tem Electro. Tem này với tem này là giống cái kiểu tem với nhau nha. Một bên nó thì phối màu vàng, còn bên là phối màu đỏ nha. Là rõ ràng nè, cái này là màu vàng nè, còn kia là màu đỏ. Mình lấy hết đi rồi từ từ mình sẽ trình bày lại một chút xíu ha. Đó, cho các bạn coi những cái màu tem hiện tại Happy là có full màu, full size nha các bạn. Một cái màu mà cũng rất là được nhiều bạn yêu thích, đó là màu này, Masia. Màu này là lên màu, lên thêm kính màu, nó rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, KT, màu này là màu bán chạy lắm, bán chạy của bên mình ha. Là màu, hình như là màu Pilo gì. Mình gọi là mình mới nhập màu này về, trước đó thì chưa có bán mạnh dòng KT. Hôm nay các bạn hỏi nhiều quá, về bán được thì mình nhập thêm ha, bán. Rồi, tổng hòa là có bao nhiêu nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi 9 màu, thiếu màu đen nhám rồi. Thiếu màu đen nhám ở đây rồi ha. Thông cảm, chắc lần sau mình sẽ bù lại màu đen nhám ha. Ở trên bàn đây mình đang cố tình để cái nón này là size M, là khuôn nó sẽ nhỏ hơn nè. Còn hai cái nón bên đây, một cái L, cái XL, thì L với XL là nó sẽ cùng cái khuôn lớn. Giờ mình cân lại thực tế cho bạn coi đi nha. Ví dụ như là màu này là size M nè, khuôn nhỏ nè, nó sẽ nặng, khối lượng của nó là khoảng là 1380g nha. Đó, 1379g nha, cân thực tế nha các bạn. Rồi, cái này là size L đi ha, nó sẽ nặng là 1459g nha. Thì nó nặng hơn cái nãy là khoảng là 80g, khuôn nó bự hơn mà. Còn nãy XL, XL với cái này bằng nhau thì cái khối lượng sẽ xem nhau. Cái là 1446g thì rõ ràng ha. Cái này thì mình nói rõ hết chứ không có giấu giếm gì hết các bạn nha. Lót thì có thể tháo ra được, và mình có hướng dẫn cái chuyện á là fit chỗ này nè, cho nó nè, nó giống vậy nè, khi mà đội vô đội ra nó hay bị bung này ra. Mình cũng đã có trình bày một lần các bạn là cái cách đó để xử lý cái chuyện này rồi. Bạn nào mua shop thì bên mình sẽ xử lý sẵn cho các bạn. Còn về mà hư thì coi cái video lại để xử lý nha. Cái khóa này dùng khóa Dirin. Khóa này kết cấu nó dùng cái kết cấu mà cơ học á,
nói chung là cứ đưa vậy nè, thì bạn giật cằn, giật ngược ra thì cái tự cái lực này nè nó sẽ bấu ngược lại cho cái khóa này nó chắc hơn. Bạn nào kỹ hơn á thì gài thêm cái chốt bên đây ha, gài vô cái nút này cái nữa là nó sẽ chắc nhất có thể ha. Rồi còn cái kính bên đây cũng là một cái điểm để cán nói nè, cái kẽ của cái ron kính ở trong này nè với cái kính là lúc nào nó cũng chạm nhau, nó tiếp xúc đều hết trơn luôn nha, thì gì nó đảm bảo cho các bạn đi gió nó sẽ không bị lùa cho cái ngàm kính này, và mưa chăng nữa mưa nó có lọt ở trên xuống nè thì nó cũng sẽ lọt qua cái viền kính này, nó không có lọt vào trong, cho nên đảm bảo là chuyện là nó sẽ kính gió và kính nước ở chỗ cái phần này, còn những phần khác bị vôi không thì mình không biết nha. Còn hốc thông gió thì trước đây bạn có thể thấy nè, một cái hốc thông gió này nè đó, và một cái hai hốc thông gió phía sau nè, thì đúng như kiểu cái phơm mà của những cái nón mà nón đua người ta hay làm vậy. Cái kính này nhiều bạn cũng hỏi cách tháo cái kính này cách tháo nó sẽ hơi khác bình thường nha, mình sẽ hướng dẫn các bạn kéo cái cò này xuống rồi lấy kính này lên cái lấy ra thôi, rất là dễ nha mọi người đó. Lấy cái tháo ra rất là dễ, còn gắn vô á mình sẽ gắn cái bấu ngoài trước đây chưa nè, gắn cái ngàm này trước nè đó, gắn này vô một cái rồi xong sau đó lấy xuống một cái là vô ha, mình làm quen cho nên rất là nhanh. Cái kính này ban đầu mình cũng không biết cách gắn sao nè, bấu này chưa vô nè, chưa vô mà gắn đẩy là không được nè, rồi vô nè, rồi rất là dễ ha, nó bật xuống cái là nó khít lại rồi. Bây giờ mình thử mình thay kính màu vô cho mọi người coi ha, mấy cái này mình đã cùng trình diễn trên livestream nhiều rồi. Rồi giờ mình thay kính này, kính gương iridium nha, kính gương này là kính gương Revo cho nên nó sẽ rất là dễ dàng, đi ban ngày cũng được, đi ban đêm cũng được ha, này cũng bóng ngoài vô luôn. Rồi một cái bên đây cũng giống vậy luôn ha, bóng ngoài vô cái rồi vô xong ha, mình sẽ đội cho mọi người coi luôn. Thực tế cái màu này cũng là một trong những cái màu đang bán chạy nè các bạn, bật cái xuống bạn nghe mình đóng không, đóng cái là kêu một cái cạch nè hả, nó rất là chắc chắn luôn, mọi người nhìn cái phom nón nè rất là dễ chịu ha. Thôi giờ mình sẽ so sánh nó với một số cái mẫu nón khác. Ở đây là cái nón KTTT cọt màu xám đỏ electro nha mọi người. Cái này là size M, thì nãy mình có cân thử rồi, nó sẽ là khoảng là 1380g á. Giờ mình cân lại đi ha, cân một lượt so với những cái mũ khác nó như thế nào, các bạn dễ tham khảo ha. Đó là 1360, 1380 thì trên là 20g thôi. Còn ở đây nè là hai cái này nè, một cái là FF353 này chắc chắn luôn, cái độ hoàn thiện nó sẽ tốt hơn cái TT cọt, đó là mình khẳng định nha. Giá nó thấp hơn nhưng mà kiểu dáng nó sẽ không đẹp bằng. Nè coi lại ha, kiểu dáng của con này với con này đối lập hoàn toàn luôn. Con này thì nó có đuôi gió nè, nó nhọn nó thon, còn con này nó hơi bầu bỉnh chút xíu. Con này bạn nào mà đi xe cổ điển á, mấy chiếc Triumph nữa thì cũng rất là phù hợp nha. Cái này là sở thích cá nhân thôi nha. Nè này size ML với M là khuôn vỏ nó nhỏ, nó sẽ nhẹ nè, cân thử cho mọi người coi ha, 1319g thì đâu đó nó sẽ nhẹ hơn cái này khoảng là 40-60g tùy ha, tùy nó trên là size số xíu. Con này size XL nó sẽ to hơn nè, nó nặng hơn nha, nó là 1442g thì đâu đó thì size khuôn bự của này nó sẽ tương đương khuôn bự của cái con KT nha mọi người, cho nên rất là dễ chọn. Con này nè là con nhỏ gọn nhất luôn á mà mình đã từng tư vấn cho mọi người rất là nhiều rồi, Eagle E7 nha, cân luôn đi ha. Con này chắc chắn là nhẹ hơn nhiều luôn, tại nó nhỏ xíu, nó có 1143g mà, thì nó nhẹ hơn hai con kia đâu khoảng là nhiều ta, tới 200g luôn nha mọi người. Con này nè, Eagle E7 nha, à con này nó cũng có đuôi gió nha, nó cũng thon gọn, cái giữa nó cũng sẽ giống như nè, giống như cái con mà Bista ở giữa nó hởm, còn con này ở giữa thì nó chồi lên ha. Cái này hai cái hốc gió phía trước, còn này hai hốc gió phía sau, con này cũng có cái lỗ gió phía trước luôn nha, nó rõ ràng gì. Còn ở đây là một cái nón hai kính, tầm giá giờ 1.7 rồi, chứ hồi sức là 1.5, giờ 1.7 rồi, 981 nha, hai kính. Con này thì cái khối lượng nó cũng khá nha, nó là 1410g, thì tính ra con này á là nó còn nhẹ hơn là cái con XL với hai XL của con TT cọt và con F353 luôn, cho nên á bạn nào tham khảo nón hai kính trong tầm giá này cũng có thể tham khảo con này nha. Đó, rất là tiện nha mọi người. Nè con này thì bên mình bán rất là chạy rồi, tại vì thêm đuôi gió vô nó cũng ngầu, nó ngầu không thua gì con này đâu. Đó, tổng hết thì những cái nón trên đây á là những cái nón bên mình đang bán. Dạ bạn không biết là cái KT này với con FF800, F353 hay là Yuhi hay là Eagle hay là con nào nó đẹp hơn, hay là con Rock đi chăng nữa,
thì tới shop mình thử đi, mình có đủ hết thì bạn thử từng con rồi thấy con nào nó đẹp, nó phù hợp, đòi êm thì chọn con đó thôi. Chứ giờ mình nói thì giống như là nói thôi, mình nhập hàng thì hàng nào mình bán cũng có lợi nhuận hết, cho nên á mình sẽ cố gắng đưa ra những cái nhận định nó khách quan, cũng như là thông tin đưa lên đây nè khách quan, để cho mọi người có cái nhìn nó dễ dàng hơn, đủ thông tin hơn. Chứ nhiều khi người ta bán tin cọt thì nó con này tốt, nhiều khi ta bán lợi hai không thì nó con này tốt. Giờ mình bán đủ hết á, không con nào cũng bỏ tiền ra để nhập hết, mà giờ bán con này phụ con kia là không được ha, chỉ có là giúp cho bạn đội cái nón nào thì mới nón tốt nhất thôi ha. Rồi ok các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.